Thưa quý vị, kiến trúc hiện đại là một trào lưu kiến trúc có ảnh hưởng rất lớn ở Việt Nam nói riêng và cả Đông Nam Á nói chung từ đầu thế kỷ 20 đến những năm 1980. Tuy nhiên, theo thời gian, nhiều công trình kiến trúc thuộc trường phái này đang dần bị lãng quên và đứng trước nguy cơ bị biến mất. Nhằm nâng cao hiểu biết cho công chúng về trào lưu kiến trúc nổi tiếng một thời, cũng như những công trình tiêu biểu còn sót lại trong khu vực, một chuỗi sự kiện mang tên Tháng Kiến trúc đã được tổ chức tại Hà Nội, mở đầu với triển lãm Kiến trúc hiện đại Việt Nam ASEAN khai mạc vào chiều ngày 7 tháng 5. Du nhập vào Đông Nam Á từ đầu thế kỷ 20, trào lưu kiến trúc hiện đại đã để lại rất nhiều dấu ấn về phong cách kiến trúc tại khu vực này, như ga Hà Nội của Việt Nam, tòa thị chính Yangon của Myanmar hay trung tâm hội nghị Chak Domuk ở Campuchia. Tuy nhiên, thông tin cụ thể về những công trình thuộc trường phái này tại Đông Nam Á lại không có nhiều. Đó chính là lý do Đưa Ngọc, sinh viên năm cuối trường Đại học Kiến trúc Hà Nội cùng với nhóm bạn mình đến với triển lãm này. Những cái công trình hiện đại ở các cái nước mấy nước ASEAN ấy, thì những cái thông tin này thực tế là nếu mà tìm kiếm mà sinh viên tự tìm đó thì rất là khó để có được. Và cái việc mà trưng bày triển lãm như thế này thì rất là tốt để cho sinh viên cũng như là các cái nhà hoạt động kiến trúc có thể tìm đến và biết thêm nhiều điều nữa. Triển lãm kiến trúc hiện đại Việt Nam và ASEAN là sự kiện mở màn cho chuỗi sự kiện Tháng Kiến trúc sẽ diễn ra trong suốt tháng 5 này. Với tổng cộng 110 bức ảnh, triển lãm hướng đến việc quảng bá và nâng cao hiểu biết cho công chúng về các công trình kiến trúc hiện đại của Việt Nam và các nước Đông Nam Á, về vẻ đẹp, thực trạng cũng như sự cần thiết phải bảo tồn chúng. Đây là 10 công trình kiến trúc tiêu biểu của Việt Nam thuộc trường phái kiến trúc hiện đại thập niên 60-80, hiện đang trong tình trạng bảo tồn tốt. Tuy nhiên, nhiều công trình tương tự thuộc cùng trường phái trong cùng thời kỳ có vẻ như đang bị lãng quên. Một thông điệp quan trọng mà triển lãm cũng như toàn bộ chuỗi sự kiện Tháng Kiến trúc muốn gửi gắm đến công chúng chính là vấn đề bảo tồn những công trình kiến trúc này như một di sản văn hóa. Bây giờ cái dòng kiến trúc này nó gần như là bị hơi lạc mốt. Nó không còn cái tính đương đại nữa, và đặc biệt là những cái công trình đã xây dựng thì thường chúng ta cũng không nhìn nhận được hết cái giá trị của nó. Có những công trình sẽ bị phá hủy đi để xây công trình mới, hoặc là phá hủy một phần, hoặc là thay đổi lại, mà đôi khi là chúng ta chưa có được một cái nhìn nhận đầy đủ về nó trước khi chúng ta ứng xử. Để bảo tồn những công trình này sẽ tốt hơn và dễ dàng hơn nếu có sự giúp đỡ của công chúng, nếu chính họ muốn lưu giữ bảo tồn. Cách tốt nhất để làm được điều đó là tiếp tục phổ biến nhiều hơn cho họ về phong cách kiến trúc này. Song song với triển lãm, nhiều hoạt động khác thuộc chuỗi sự kiện Tháng Kiến trúc cũng sẽ diễn ra như tọa đàm và chiếu phim với chủ đề liên quan đến kiến trúc hiện đại. Triển lãm kéo dài đến ngày 28 tháng 5.